Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tuyên bố ông đã xác định những tội ác tàn bạo do nhóm nhà nước Hồi giáo gây ra, cấu thành nạn diệt chủng. Ông Kerry đưa ra loan báo này hôm thứ Năm tại Bộ Ngoại giao, gọi nhóm chủ chiến này bằng cái tên Daesh trong tiếng Ả Rập. Ông nói Daesh chịu trách nhiệm về nạn diệt chủng nhắm vào những nhóm người sống trong những khu vực nằm dưới sự kiểm soát của họ, bao gồm người Yazidi, người Thiên Chúa Giáo và người Hồi giáo Shia. Daesh diệt chủng vì tự tuyên bố, vì ý thức hệ và vì hành động, vì những gì mà họ nói và vì những gì mà họ tin tưởng. Ông Kerry nói, nhóm khủng bố này phạm tội ác chống lại nhân loại và thanh trừng sắc tộc nhắm vào những nhóm người vừa đề cập. Ông nói rằng ông đưa ra sự xác định này sau khi thẩm xét tình báo thu thập bởi Bộ Ngoại giao và những nhóm khác. Ông trình bày chi tiết việc nhóm này sử dụng những vụ hành quyết, cưỡng hiếp và giết người hàng loạt nhắm vào những nhóm tôn giáo dựa hoàn toàn vào đức tin của họ. Loan báo của ông Kerry đáp ứng đúng hạn chót 17 tháng 3 mà Quốc hội đề ra cho chính quyền của Tổng thống Obama phải đưa ra quyết định liên quan đến những hành vi tàn bạo mà nhà nước Hồi giáo thực hiện nhắm vào những cộng đồng tôn giáo và sắc dân thiểu số ở Iraq và Syria.